Đàn Cà Voi mến chào các bạn Tây Ninh ngày 12 tháng 1 năm 2024 Ngày Ẩm Ương Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bạn đã từng bị hớt tại trên lần nào chưa? Tôi có một người bạn thân chơi chung từ hồi đi học Khi ra trường, chúng tôi cùng xin thực tập trong một công ty lớn nhất về thành phố Lương bổng đại ngộ rất tốt Sau 3 tháng thực tập, đáng lẽ ra chúng tôi sẽ không được làm công ty này nữa nhưng giám đốc đang cần một trợ lý nên chị nhân sự mới nói với hai chúng tôi như sau trong quá trình thực tập hai em đã làm rất tốt nhưng hiện tại công ty chỉ cần một trợ lý hai em về bàn bạc lại thứ hai tuần sau đến công ty để giám đốc phỏng vấn hai em lại ai là người được giữ lại công ty còn tùy thuộc vào giám đốc thực ra tôi không muốn ở thành phố làm việc tôi muốn quay về quê hương để phụng dưỡng cha mẹ đồng thời vào khu công nghiệp gần nhà để làm mà thôi cho nên tôi đã tính nhường lại vị trí trợ lý này cho bạn thân của mình sáng thứ hai tôi nhận được một tin nhắn của bạn thân cô ấy nói lịch phỏng vấn đã dời lại thứ ba vì giám đốc bận đi công tác lúc này đây tôi vẫn còn tin tưởng bạn cho nên không hỏi lại chị nhân sự của công ty chiều thứ hai chị nhân sự điện thoại cho tôi chị ấy nói cô ít sao hôm nay cô không đến phỏng vấn lại chúng tôi đã nhận bạn thân của cô rồi tôi hỏi lại chị ơi không phải đổi thời gian rồi ạ à? chị đáp không có nếu đổi tôi đã điện thoại cho cô rồi nếu không muốn đi làm thì cũng đừng làm mất thời gian của người khác nói xong chị nhân sự cúp máy thì ra bạn thân tôi vì muốn được nhận mà đã lừa dối tôi tôi điện thoại cho bạn thân để hỏi nguyên do nhưng vừa bắt máy cô ấy đã hét vào mặt tôi tôi và cô từ đây cắt đứt quan hệ không còn bạn thân gì cả cô đừng bao giờ điện thoại hay tìm đến gặp tôi nữa và cô đừng bao giờ nghĩ sẽ sống tốt hơn tôi tôi trả lời khỏi vốn dĩ tôi cũng không muốn can dự gì đến cô nữa chuyện này làm tôi sốc mấy tháng trời khi ra trường tôi về quê vào một công ty nước ngoài để làm việc. Ở công ty này, sếp và các đồng nghiệp đều đối xử với tôi rất tốt. Một lần đi họp lớp, tôi gặp lại cô bạn thân năm nào. Giờ đây cô ấy không còn dáng vẻ cao ngạo như trước nữa. Ngược lại cô ấy hết nhờ bạn học này xin việc dùm, lại nhờ bạn học khác tìm việc cho. Nói chung vô cùng chật chật. Tôi nghe người kế bên kể lại như thế này. Lúc đầu tôi còn ghen tị với cô ta lắm, vừa mới ra trường đã làm trợ lý giám đốc rồi. Đầu tháng đi Mỹ với sếp ký hợp đồng, cuối tháng đi Thái Lan tìm hiểu thị trường, thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà ngờ đầu chưa được một năm, cô ta đã bị vợ giám đốc dạch mặt, nói cô ta là trà xanh. Những chuyến đi đó đi đây chỉ là đi hú hí với giám đốc mà thôi. Chưa hết đầu, bà vợ giám đốc ấy là chủ tịch hiệp hội lao động, nên đã đưa cô ta lên danh sách đen, không công ty nào dám nhận cô ta nữa. Nghe đến đây tôi không khỏi thở dài vì tiếc thay cho bạn mình. Thì ra lúc trước không làm công việc trợ lý đó cũng là cái may mắn của tôi. Bữa tiệc kết thúc, lúc mọi người đi lấy xe thì người bạn ấy có mon men lại gần tôi nói đôi câu. Đại khái là xin lỗi vì khi xưa đã làm thế với tôi bây giờ cô ta phải trả giá cho những sai lầm của mình đến lúc này tôi đã không còn giận gì cô ấy nữa nói với cô ấy rằng muốn làm lại cuộc đời thì không nhất thiết ở thành phố mới làm được không nhất thiết phải bám lấy đất thành phố này làm gì ai mà không mắc sai lầm chứ sai thì sửa cuộc đời còn dài mà nói xong cả hai cùng rời đi vài năm sau một bạn học đã nhắn tin cho tôi kể là cô bạn thân năm ấy đã trở về quê cùng cha mẹ mở xưởng gia công dài da giúp đỡ nhiều người có công ăn việc làm cuộc sống cũng vui vẻ hơn nhiều trên đời này có mấy ai được nghị lực như cô ấy biết vượt qua sai lầm mà làm lại cuộc đời voi mỗi ngày một câu chuyện